Chiều nay ngày 11 tháng 1, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì phiên họp thường kỳ Hội đồng Nhân dân Thành phố, cùng dự họp có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Trình. Phiên họp này, Hội đồng nhân dân thành phố hướng tiến hành rút kinh nghiệm kỳ họp thứ tư Hội đồng Dân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ năm, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Dân dân thành phố, đồng thời đánh giá tình hình triển khai các nghị quyết sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Dân dân thành phố và các kiến nghị của cử tri qua giám sát của thường trực Hội đồng Dân dân thành phố và các ban của Hội đồng Dân dân thành phố kết luận phiên họp phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hứng lương nguyễn bình triết đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hứng tập trung chỉ đạo có biện pháp đôn đốc quyết liệt các ngành địa phương thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố Hứng, nhất là tập trung chỉ đạo về các công tác chuẩn bị trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dần năm 2022, bảo đảm an sinh xã hội công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và hoạt động của các tuyến xe buýt trợ giá